Chiều ngày 15 tháng 5, đoàn công tác vụ giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, vụ phó làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều và Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mạo Khê. Cùng dự và làm việc có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về tình hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trong toàn huyện, đặc biệt là ngành đang triển khai trên địa bàn huyện một đề tài lớn là tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Trong đó có những điểm được đoàn rất quan tâm, đó là kế hoạch thực hiện cử cán bộ giáo viên ngành giáo dục tăng cường làm việc theo chế độ biệt phái tại các trung tâm học tập cộng đồng của 21/21 xã thị trấn trong huyện và việc thành lập trung tâm thư viện điện tử của ngành giáo dục với 80 trang thành phần cho các trường học và trung tâm học tập cộng đồng trong huyện với các chức năng phục vụ công tác quản lý trực tuyến của ngành và kho dữ liệu, tài nguyên dành cho nhu cầu cần gì học nấy của các trung tâm học tập cộng đồng và nhân dân địa phương. Đoàn cũng đã nghe đồng chí giám đốc trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mạo Khê báo cáo về tình hình hoạt động và giới thiệu nội dung cụ thể trang thông tin điện tử của trung tâm. Từ năm 2007 đến nay, trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mạo Khê đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt từ năm học 2012-2013, trung tâm đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề Học để trở thành người công dân tốt và khai giảng năm học mới với quy mô lớn, đổi mới và có sức hấp dẫn cao, đã thu hút hàng trăm đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham dự. Triển khai thực hiện xây dựng trang thông tin điện tử của trung tâm có nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã biểu dương những hoạt động có tính đổi mới, thực sự có chất lượng nhằm phát huy tốt vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng trong cộng đồng dân cư ở địa phương. Ghi nhận thành công của huyện về việc xây dựng trung tâm thông tin điện tử đa chức năng theo mô hình phòng giáo dục điện tử, đồng chí cũng đã biểu dương và ghi nhận trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mạo Khê là một điển hình, một mô hình cần được nhân rộng với thể hiện cao nhất là sự vào cuộc của ngành giáo dục, của cả hệ thống chính trị ở địa phương với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đồng chí cũng mong muốn các trung tâm học tập cộng đồng ở Đông Triều nói chung và trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mạo Khê nói riêng tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa các hoạt động phong phú và thiết thực gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để trung tâm học tập cộng đồng thực sự trở thành nơi đến của mọi người dân trong mục tiêu học tập suốt đời.